8, 29, 30, 31, 32, 33. Lên đến trên tầng này là 33 bậc các bạn nhé. Giờ đứng trước cái tòa tháp. Đứng trước cái tòa tháp. Các bạn nhìn này. Trước cái tòa tháp 33 bậc rồi này. Tiếp tục nha. Và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và 9 40 1 2 3 4 5 6 4 7 48 bậc là đến chân tháp các bạn. 48 bậc là đến chân tháp. Tôi thử đếm theo tầng tháp này có bao nhiêu tầng nhá. Bao nhiêu tầng mái này? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23. Chưa thể đến được. Chưa thể đến được. Đi đi lên lên lên. Lên đây nào, lên đây nào. Lên 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 đây nào. Đi vành qua đằng sau. Đi đi vòng quanh xem. Xem có lối nào đi vào không để trèo lên tháp không? Ôi đẹp chưa? Xem có lối nào để đi. Đấy, đứng ở trên này mà nhìn xuống thì đi vòng quanh. À đây. Đây 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 đây. Đây. Đây 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 ừ đấy vào đấy được có đây nào bắt đầu lên tháp nào A Di Đà Phật nào bắt đầu chúng mình các bạn nhá bây giờ là đi lên tháp nào xem vào như vậy đặt lễ mà đặt lễ cái đó. Dũng Dũng đứng đây ghi cho anh nhé. Ghi cho anh nhé. Đâu đâu đường nào đi lên tháp? Yeah. Cứ giữ nguyệt này nha. Đây là Phật Quan Âm, A Phật Bà nhìn tay nhìn mắt. Bắt đầu tầng 1. Bắt đầu lên tầng 2. Đi đâu đi lên tháp nha, đếm xem bao nhiêu bậc nha, đếm xem bao nhiêu bậc này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 32 bậc thì lên đến tầng 2 các bạn ạ. Thì lên tầng 2. Chào hôm nay nha. Tầng này chúng tôi nhìn thấy ba pho tượng như thế này thì tôi hình dung đây là mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân. Nhìn trời tối quá tôi không mang đèn. Không mang đèn các bạn. À đây. Tôi đoán là mẹ Lạc Long Quân, đúng mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân, đúng rồi. Đây là Kinh Trung Vương. Kinh Trung Vương. Rồi, tiếp tục. Còn dốc quay nào. Còn rời nào, cầm chắc máy, cầm quay ngược lên mà quay. Tự trúng nhà. Rời nát rồi. Rời nát rồi. Thì nó mới đẹp. Quay quay. Quay quay.
Đó, bao nhiêu vòng này? 32 vòng à? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Lên tầng 15 thì chúc xuống rồi. Đây là đến tầng 3. Tầng 3. Tầng này là thờ bật đèn lắp lên nhìn xem nào. Thờ tượng thờ bà Dương Liễu Quan Âm. Dương Liễu Quan Âm. Dương Liễu Quan Âm. Phật bà Dương Liễu Quan Âm. Tượng Dương. Tượng Dương Liễu Quan Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay đoàn chúng con đến thì để tham quan. Tham quan chùa Văn Môn. Các tiếp tục đi lên tầng 3. Năm 10, năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, năm 5, năm 6, năm 7, năm 8, năm 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67 bậc thì đến tầng 4. 67 bậc là đến tầng 4. Tầng 4 là thờ tượng Viên Quan Âm. Viên Quan Quán Âm. Thượng Viên Quán Âm. Tượng. Tượng. Viên Quán Âm. Viên Quan Quán Âm. Đây là tầng 4 của. Đây tầng 4 nha. Đây, đứng từ tầng 4 nhìn xuống quang cảnh của khu quay hết đi, quay hết Văn Môn này. Đô thị. Khu đô thị của Văn Môn này. Bây giờ là trời chiều. Trời chiều sương mù. Hôm nay là có sương và khói bụi. Cho nên là hơi khó các bạn. Rồi tiếp tục cái đi lên tầng trên. Rồi quên rồi. À 67 rồi. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83. 84 bậc thì lên đến tầng 4 của tòa tháp. Đây là tầng 5 của tòa tháp. Tầng 4 hay tầng 5? Tầng 5 là cứ đi ở đây 8 ngày. Thế là cứ ăn uống còn 50 triệu. Đây là tầng 5 là thờ tượng. Thờ tượng gì đây? Tượng Liên Ngoại. Liên Ngoại. Liên Ngoại. Liên Ngoại Quan Âm. Liên Ngoại Quan Âm. Đều là tượng Quan Âm cả. Tiên tướng Liên Ngoại. đều là tượng Phật cả. Và đây thì là hơi hơn 80 bậc, không biết 80 mấy bậc nhỉ? 87, 89 bậc rồi đấy. Mấy rồi? 89 bậc rồi. 7, 90, 91, 92, 93. Từ tầng 1 lên đến tầng 4 đã là 89. Bắt đầu bọn em đang lên tầng 5. 05. 06. Vâng, là hết 37. 106. Trên này là thờ Chào Ngô Quân nha. Tượng, đây là thờ. Ôi trời, tối quá. Tối lắm, tối chỉ mới ở dưới nha. Tối rồi xuống thôi. Đây là đây là thờ Thủy Nguyệt Quan Âm. Tượng Thủy Quan Âm. Thủy Nguyệt Quan Âm. Nào, 106 bậc rồi. 106 bậc là tầng 5 hay tầng 6 tầng 5. Bây giờ là lên đến tầng 6. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123. 123 đến tầng 6. Đi xuống đi thang máy. 123. Ủa xong rồi phồng chân lại xuống là được. Tầng 6. Tượng nhất diệp Quan Âm. Quan Âm. Quan Âm. Tầng
116. Bằng 126 không? 126. 26. 28, 29, 30, 31, 32. Đi đi, lên lên tận 7 lên nào. 25, 6. Đây, đi thang máy nha. 143 bậc là đến tháp chuông. À, các bạn nhá, bây giờ là chúng ta đến chỗ tòa tháp. Đây là cái chuông của tòa tháp. Chuông của tòa tháp. Ui, đẹp chưa? Chuông. 145 bậc. 145 bậc lên đến tầng 7. Đến tầng tháp. 145 đến là 145 lên đến tầng 7. Đây là cái chuông của tòa tháp. Đây chuông của tháp hoa. Tính bằng đồng. Rồi tiếp tục. Hai... Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục. Cùng với sông phượng, cùng long phượng. 146 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59. Bắt đầu lên đến tầng thứ 7. 62 162 162 162 tòa tháp. Tòa tháp này có viên tượng gì đây nhỉ? 162. À, Á hậu. Á hậu Quán Âm. Á hậu. Ừ. Đây tầng mấy, tầng 8 rồi nhỉ? 8 rồi chứ nhỉ? 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 179 bậc. 179 bậc đến tầng 8. Tầng 8. 179 bậc đến tầng 8. Và đang đi đến tầng 8 của tòa tháp. Tối quá. Tầng này tầng này các thang máy đóng đây rồi. Thang máy đây này. Chỗ này có thang máy. Tí nữa xuống bằng thang máy. Đây này, thang máy này có điện, thang máy có điện mà. Đúng rồi. Ừ, thế phải hỏi xem có điện không kìa. Có đây, nhìn có điện đấy. Tí nữa mới có người đến bật điện. Có đàn đâu rồi, Hương ơi. Hương ạ. Đã có một người bỏ. 176. Có đi đâu? 17, 18, 19, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 193 bậc. 193 bậc. Đến tầng tầng 9. Đây là thuộc Văn Long 15 19. Đây là tầng 9. Tầng 9. 193 bậc đến tầng 9. Ở tầng này tầng 9 à? Tầng 9 rồi. Đấy tầng 9 lại 193 bậc đến tầng 9. Đây là thờ gì đây? Tượng gì đây? Lục thời Quan Âm. Lục thời Quan Âm. 193 bậc đến tầng 9. 193 bậc đến tầng 9. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 bậc. Lên cao quá, lên cao quá, lên sóng hổ. Hai trăm mười bậc đến tầng 10. Tầng 10, 5 tầng. 5 tầng.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 227 bậc. 227 bậc đến tầng 11. Hỏi xếp này thì chuẩn này, ta đéo biết đường. 227 bậc đến tầng 11. Tầng 11. Lên cao vào các con đi nhá. Để em tầng ngay cao vút đi. 2 3 4 5 6 7 8 9 4 10. 3 giờ về nhà đi. Còn tối nay ở đây có cái 44. 244 bậc. Đến tầng hai trăm bốn mươi bốn vào đến tầng 11. Và các bạn nhá, ui dồi ôi, mới nhìn ra đây đã thấy choáng rồi. Đấy, mới nhìn ra đây đã thấy choáng rồi, thấy thấy chóng mặt rồi, nhìn ra đây thấy choáng rồi. Đấy quá, sương mù kia, trời tối rồi mà. Đây các bạn nhìn này, từ trên cao đây là tầng thứ 11 hay 12 gì đấy tôi cũng nhớ không rõ nữa, nhìn xuống quê hương Văn Môn. Nhìn xuống quê hương Văn Môn các bạn thấy không, từ đây cao đấy, quay xuống để cho nó nhìn thấy, quay xuống để cho nó nhìn đây làng đây, đứng vào thôi cháu mặt để ngã mẹ rồi gái xuống quay đây là thì... quay không cần quay điện thoại mà quay cái cam của nó, cam quay đằng sau thôi. Rất là hoành tráng. Không biết là tầng thứ 11, 12 rồi đấy. Thế còn trên là mấy cái chóp mà là không có tầng lên phải không? Cái này là lên lên trời rồi, trên kia là phải không? Hết. Đấy. Thế là 220 mấy bậc. Hả? Đi lên đến đây là dưới thì xanh thang máy á? Hai chuyến. Cầu thang máy nó nhỉ? Ừ. Thế thì ông nào đi thang máy thì đi. Thôi lại đi bộ đi. Người nào mỏi thì đi thang máy. Mình sợ nó kẹt lắm. Lâu mình không quen, không có người ở đây. Rồi lại héo ra rồi. Lại héo ra. Không có điện là đi được. Đi được, có điện là đi được. Thử tải chưa đi xem nào. Đi đi. Đến 320 này. Đây thử hai cây mà. Đâu đây là 60 người. 2 4 6 6 nè các bạn nhìn này, từ đây mà nhìn xuống dưới đấy, cái quả chuông này.